Annie Thombrasom, công chúa giải trí quyền lực của TVBiz, được bạn trai tặng trung tâm thương mại. Sở hữu nhan sắc lai xinh đẹp cộng thêm học vấn khủng, Annie Thombrasom được mệnh danh là công chúa giải trí quyền lực của showbiz Thái. Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên được ngưỡng mộ bởi cuộc tình hơn 30 năm qua của mình. Để nói tới huyền thoại của TVBiz thì không thể thiếu nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim kỳ cựu Annie Thombrasom. Anne Thombrasom, sinh năm 1976, mỹ nhân Lai ba dòng máu, Thái Lan, Thụy Điển, Ả Rập này không những sở hữu ngoại hình xinh đẹp đầy sức hút mà còn là nữ hoàng rating của điện ảnh xứ chùa vàng. Mỗi một bộ phim có sự tham gia của Anne Thombrasom thì đều thành công vang dội. Anne bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 13 tuổi, khi tham gia một video âm nhạc. Chưa đầy một năm sau đó, cô có bộ phim đầu tiên, nhận ngay vai chính dù còn rất ít kinh nghiệm diễn xuất. Suốt những năm 90, Anne trở thành một trong số những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất Thái Lan. Lúc đó, cô thậm chí còn chưa tròn 20 tuổi. Là một mỹ nhân cực đắt sâu, nhưng Anne không lơ là việc học. Cô có bằng cử nhân nghệ thuật truyền thông của Đại học Bangkok và bằng thạc sĩ du lịch và truyền thông đại chúng của Đại học Thammasat. Sở hữu tới hai tấm bằng của hai ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan, Anne trở thành niềm tự hào của người hâm mộ. Và trong suốt sự nghiệp của mình, cô cũng liên tục hoàn thiện bản thân, thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô mang về cho bản thân gần 100 giải thưởng, trong đó có cả giải quốc tế. Trong số đó, Thiên đường tội lỗi là bộ phim đình đám nhất khiến tên tuổi cô nổi danh trên toàn châu Á. Sức ảnh hưởng của Anne mạnh mẽ tới độ cô được Hiệp hội Nhà báo Thái Lan vinh danh là công chúa giới giải trí từ năm 2006 đến nay. Ngoài ra, cô cũng được khán giả ưu ái gọi với danh xưng nữ hoàng giải trí bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trong showbiz. Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của Anne Thombrasom và bạn trai lâu năm Etin Napan cũng khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Dù không kết hôn hay sinh con, nhưng cả hai vẫn ở bên nhau suốt gần 30 năm qua. Bạn trai Anne Thombrasom có gia thế không phải dạng vừa. Anh là người thừa kế của một hệ thống trường quốc tế từ mẫu giáo tới tiểu học, nắm vai trò giám đốc cố vấn. Không những vậy, anh nắm giữ vị trí cổ đông trong rất nhiều công ty lớn. Từng bị đá ngay trên ô tô. Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với Etin Napan, nữ hoàng rating từng có một chuyện tình không mấy vui vẻ. Điều này chỉ mới được Anne Thombrasom tiết lộ vào năm 2020. Qua những gì mà Anne Thombrasom chia sẻ, mọi người đều không thể tin được huyền thoại của điện ảnh Thái lại từng bị bạn trai cũ đá ngay trên ô tô. Điều khiến công chúng thấy lạ là khi nói về mối tình này, Anne Thombrasom không hề có biểu hiện đau khổ mà lại kể chuyện vô cùng hài hước. Theo nữ diễn viên, khi mới ngoài 20 tuổi, cô từng có khoảng thời gian hẹn hò với bạn trai là một Hiso, viết tắt của từ High Society, cụm từ mà người Thái dùng để nói về tầng lớp thượng lưu giàu có. Thời điểm đó, dù đã là một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Thái, nhưng Anne Thombrasom luôn cảm thấy bản thân chưa cùng đẳng cấp với bạn trai. Nguyên nhân không phải vì gia thế mà do bạn trai có gia đình hoàn chỉnh. Anne Thombrasom cảm thấy tự ti vì bản thân sinh ra trong gia đình nghèo không có cha, từ nhỏ tới lớn chỉ sống với bà ngoại. Chính vì lẽ đó mà nữ diễn viên luôn làm theo mọi ý muốn của người kia. Ngay cả việc bạn trai muốn cô mặc theo phong cách của bạn gái cũ, Anne Thombrasom cũng chấp nhận. Thế nhưng nữ diễn viên dần thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, nhất là khi tới nhà bạn trai, cô luôn có cảm giác bản thân không thể tồn tại trong thế giới đó. Mối tình này kết thúc khi cả hai có cuộc cãi vã trên ô tô. Anne Thombrasom cho biết, khi ấy chỉ đơn giản là giận dỗi nên mới nói câu chia tay. Thế nhưng người ấy không hề có một chút suy nghĩ, muốn níu kéo mà lập tức đồng ý. Tới sáng ngày hôm sau thì lập tức công khai hẹn hò với bạn gái mới. Khi biết chuyện này, Anne Thombrasom không hề có cảm giác đau khổ mà chỉ nghĩ, không phải thì tức là không phải. Một thời gian sau đó, Anne Thombrasom mới gặp và nên duyên với người bạn trai hiện nay. Xuất hiện trong một show truyền hình vào năm 2020, công chúa giải trí Thái Lan cho biết cô và bạn trai gặp nhau qua sự giới thiệu của một tiền bối trong ngành. Lúc đó, Anne Thombrasom mới tốt nghiệp đại học và có ý muốn đi du học. Trùng hợp, bạn trai khi ấy cũng mới đi du học về và có nhiều kinh nghiệm. Khi được hỏi về lý do lựa chọn và gắn bó với bạn trai nhiều năm như vậy, Anne Thombrasom không ngần ngại trả lời rằng vì người ấy có tính cách đơn giản, thẳng thắn, thật lòng và công bằng dù không hề lãng mạn. Tuy nhiên, chính điều đó lại giúp cả hai gắn bó. Bởi nữ diễn viên khá sợ những người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai lãng mạn vì cho rằng họ sẽ trăng hoa và được nhiều phụ nữ vây quanh. Ở bên nhau mà không cần kết hôn và sinh con. Nếu như những năm trước đây, mỗi lần được hỏi về việc cưới xin, Anne Thombrasom đều hứa là khi nào có tin vui sẽ thông báo. Thế nhưng hiện tại, khi đã bước sang tuổi 45, nữ diễn viên đã quả quyết rằng sẽ không kết hôn hay sinh con nữa. Cả cô và bạn trai đều thống nhất quan điểm trong vấn đề này. Anne Thombrasom từng chia sẻ rằng bạn trai có một lần ngỏ lời cầu hôn khi cô 25 tuổi nhưng bị từ chối. Có lẽ đó chính là lời cầu hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng, bởi lẽ từ ngày đó tới giờ, bạn trai cô không hề nói thêm một lần nào nữa. Tuy đã từ chối lời cầu hôn, nhưng Anne Thombrasom và bạn trai vẫn ở bên nhau từ đó tới giờ đã 20 năm. Đây là một khoảng thời gian dài cho một mối tình, điều mà có lẽ một cuộc hôn nhân hiện nay cũng khó mà làm được. Vào năm 2016, khi Etin Napan, bạn trai Anne Thombrasom, khai trương khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp mang tên Esplanade, anh cũng từng chia sẻ về chuyện có kế hoạch cùng bạn gái kết hôn.
việc kết hôn sẽ được tiến hành ngay sau khi bộ phim Legit Group do Anton Rasam làm nhà sản xuất kết thúc quá trình quay. Thậm chí còn có nhiều người cho rằng khu trung tâm thương mại Ann's Place chính là của hồi môn mà bạn trai dành cho nữ diễn viên. Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa hề có một đám cưới nào giữa hai người được diễn ra. Bởi lẽ cô cứ luôn bận bịu với rất nhiều dự án, trong khi bạn trai lại là người chỉ luôn nói một lần. Chính vì lý do đó mà cho tới nay, bạn trai Anton Rasam cũng không nói về chuyện kết hôn thêm một lần nào nữa. Đối với nữ diễn viên, bạn trai sớm đã giống như người trong một gia đình. Dù không kết hôn, nhưng bạn trai vẫn luôn là một nửa quan trọng, người bạn, người anh trai trong gia đình. Theo như những gì Anton Rasam chia sẻ, hai người họ sẽ sống như hiện tại cho tới già, nhưng cũng có thể thay đổi bởi tương lai không ai biết trước được điều gì.